Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu nón vành như thế này ha. Trên thân nón cũng như là vành nón mình có móc cái đường gân nổi lên cho phần thân nón của mình có điểm nhấn hơn. Thì những cái đường gân này khi mình móc luôn ở cái phần vành nón nè, nó sẽ giúp cho cái phần vành nón của mình nó có sự khác biệt hơn so với những cái mẫu nón khác ha. Tạo ra những cái đường gân khứa nè. Đây. Và mình móc sai cho bé nên mình có trang trí thêm sừng và mắt khủng long cho toàn bộ phần thân nón của mình nó thêm xinh xắn hơn ha. Mẫu này thì mình cũng có hướng dẫn tăng giảm size. Các bạn cũng có thể tăng giảm size và phối màu để phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Nếu các bạn không hiểu ở phần nào thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha. Nguyên liệu ở đây mình sử dụng đó là sợi dệt màu trơn ha. Sợi dệt của mình có độ dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Và kim móc ở đây mình dùng đó là kim 2 đầu. Mình dùng một đầu 3 và một đầu 4 ha. Những bạn nào không có mẫu kim này thì có thể so sánh đầu kim mà các bạn có so với sợi len. Thì khi đưa vào so sánh, đầu kim của mình nó sẽ có độ dày sắp xỉ gần bằng sợi len. Mũi móc của mình nó sẽ được chắc chắn hơn ha. Thì đầu kim này sẽ tương đương với kim 2.5 mm. Ngoài ra thì mình còn có kéo cắt len, kim đánh dấu để đánh dấu mũi móc, kim khâu len để khâu cái họa tiết nè. Và một dụng cụ không thể thiếu đó là thước dây dùng để đo size ha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, giữ nguyên vị trí này ha, móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. Thì từ size nhỏ đến size lớn các bạn đều móc cho mình theo công thức như thế này ha. Móc đơn thứ hai nè, mũi móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm, móc đơn thứ sáu. Sau khi có được 6 mũi móc đơn liên tiếp, ta nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại nè. Sau đó di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này, móc vào đây một mũi giờ để ta kết thúc vòng. Móc lên một xích, nắm cho mình sợi len ngắn ha, guốc thật mạnh vào để cái vòng tròn của mình nhỏ lại. Ta sẽ hoàn tất được vòng tròn đầu tiên với 6 mũi móc đơn. Thì 6 mũi móc đơn này tạo ra 6 chân móc cho vòng thứ hai. Móc cho mình vào chân móc đầu tiên là chân ta vừa móc mũi giờ kết thúc vòng 1 nè. Móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình 5 chân còn lại, mỗi chân sẽ là 2 mũi móc đơn ha. Lúc này có thể dùng kim đánh dấu vào chân của mũi đơn đầu tiên nè để ta có thể phân biệt đây là điểm kết thúc của vòng ha. Sau đó làm tiếp tục cho 5 chân còn lại. Mỗi chân móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Chân thứ hai nè, móc 2 mũi móc đơn. Tiếp tục 2 mũi móc đơn vào chân móc thứ ba. 2 mũi móc đơn vào chân móc thứ tư. 2 mũi móc đơn vào chân móc thứ năm. Và cuối cùng ha, chân móc cuối cùng là chân thứ sáu, ta cũng móc 2 mũi móc đơn vào chân thứ sáu. Sau khi đã móc được đến cuối vòng nè, lưu ý cho mình ở sát đó nó sẽ có một cái đường móc nhỏ như thế này. Thì đây sẽ là cái chân của mũi dời kết thúc vòng phía dưới, chứ nó không phải là chân của mũi móc đơn ha. Ta sẽ không móc vào chân đó mà tháo kim đánh dấu ra. Sau đó đâm kim vào chân ta vừa tháo kim á, móc vào đó một mũi dời để ta kết thúc vòng thứ hai. Móc lên một mũi móc xích. Ta sẽ hoàn tất được vòng thứ hai và tạo ra được 12 mũi móc đơn ha. 12 mũi móc đơn này sẽ tạo ra 12 chân móc cho vòng móc thứ ba. Thì vòng thứ ba móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên là chân ta vừa móc mũi giờ kết thúc, móc vào một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi, dùng kim đánh dấu mũi đầu tiên nè. Sau đó tiếp tục móc vào chân thứ hai, 2 mũi móc đơn cùng một chân móc ha. 1 và 2. Thì ta sẽ được một cụm móc như thế này, một mũi móc đơn, sau đó là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại đến cuối vòng. Ta sẽ có xen kẽ nè, một mũi móc đơn, sau đó là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Mình sẽ có được một cụm thứ hai như thế này ha.
Làm tiếp tục cho đến cuối vòng nè. Một mũi móc đơn, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta có cụm thứ ba. Tiếp tục cụm móc thứ tư. Một móc đơn, hai móc đơn cùng chân móc. Cụm móc thứ năm. Một móc đơn vào chân móc, sau đó hai móc đơn vào cùng một chân móc. Ta tiếp tục cụm móc thứ sáu, cụm cuối cùng ha. Một móc đơn. Chân cuối cùng là chân ta kết thúc cái cụm thứ sáu nè. Hai mũi móc đơn vào chân cuối cùng. Thì lúc này ta sẽ có được tổng cộng là 6 cụm móc cho vòng móc thứ ba ha. Một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc nè. Kết thúc hàng này cũng có một cái đường nhỏ ở đây nè. Đó là chân mũi dời ha, ta không móc vào đó mà móc cho mình vào chân ta đánh dấu đầu tiên á, móc vào một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Vòng móc thứ tư dựa vào vòng móc thứ ba. Vòng móc thứ ba của mình có một mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân nè. Thì vòng móc thứ tư các bạn sẽ tăng cái mũi móc đơn lẻ này lên một mũi. Ví dụ hàng phía dưới mình có một mũi móc đơn ha. Thì hàng thứ tư các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào hai chân liên tiếp. Chân đầu tiên luôn luôn là chân mình móc mũi dời kết thúc vòng phía dưới ha. Có được hai mũi móc đơn vào hai chân liên tiếp thì chân kế tiếp móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc vào chân thứ ba nè. Ta sẽ có được một cụm móc như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm móc như thế này ha. Và lúc này cái mũi móc của mình nè, hai mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân nó nhiều hơn cái hàng phía dưới một mũi móc. Tiếp tục các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Thì cách tăng size nó cũng tương tự. Hàng bên trên sẽ móc dựa vào hàng bên dưới. Hàng bên dưới có bao nhiêu mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân thì hàng bên trên sẽ tăng lên cho mình một mũi ha. Thì công thức mình có để ở trên màn hình nè. Các bạn có thể áp dụng cho mình cho nhiều vòng móc còn lại. Và ta cứ móc thêm nhiều vòng móc cho đến khi cái vòng tròn này nó vừa với vòng đầu của size mà các bạn cần móc là được. Đối với mẫu mà mình đang móc ở đây nè, mình muốn tạo các cái đường gân trên thân nón cho thân nón của mình được đẹp hơn á. Thì các bạn cũng móc cho mình các cái vòng tăng dần cái số mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân lên ha. Ví dụ như vòng này của mình ha, hai mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân nè, tăng một mũi so với cái vòng phía dưới rồi. Thì đến tiếp theo sẽ là hai mũi móc cùng chân. Thì hai mũi móc cùng chân này, một chân các bạn móc vào chân móc, còn một mũi còn lại các bạn sẽ dời kim cho mình. Đây là cái mũi đầu tiên ha. Dời cho mình đến cái chân thứ hai nè. Sau đó từ chân thứ hai này giống xuống cái chân móc phía dưới của hàng phía dưới ha. Lúc này ta sẽ đâm kim vào chân móc phía dưới đó, móc một mũi móc đơn kéo dài. Như vậy là mình sẽ có một cụm móc như thế này ha. Hai mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân. Và hai mũi móc đơn cùng chân, một mũi móc vào chân móc, một mũi móc lùi lại vào hàng thứ hai phía dưới ha. Tiếp tục móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Ta sẽ có nè, hai mũi móc đơn mỗi chân. Tiếp tục là hai mũi móc đơn cùng chân. Hai mũi móc đơn cùng chân, móc một mũi vào chân móc. Và mũi còn lại được tính từ cái chân móc mình vừa móc này, lùi ra hai mũi móc. Từ mũi móc này lùi xuống một hàng móc và đâm kim vào chân đó ha. Móc một mũi móc đơn kéo dài. Ta cũng có được cụm thứ hai nè. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Hai mũi móc đơn mỗi chân. Sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân, một mũi móc vào chân móc. Một mũi dời lại. Từ đây móc dời ra hai chân, sau đó lùi xuống một hàng. Móc một mũi móc đơn kéo dài. Và ta sẽ móc tương tự cho đến hết vòng. Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì mình cũng có tổng cộng là 6 cái đường gân nổi lên. Tức là ta sẽ có 6 cụm đều nhau ha. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn ta đánh dấu đầu tiên nè, móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích. Hàng móc thứ năm cũng làm tương tự, dựa vào hàng móc bên dưới. Hàng bên dưới có hai mũi mỗi chân thì hàng phía trên sẽ tăng lên một mũi, ta sẽ có 3 mũi mỗi chân ha. Nhớ cho mình là chân đầu tiên luôn luôn là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc nha. Có được 3 mũi mỗi chân rồi nè, đánh dấu vào chân đầu tiên. Tiếp tục là hai mũi móc cùng chân,
thì hai mũi móc cùng chân, một mũi móc ta móc vào chân móc, còn một mũi móc dời lại hai chân móc, từ chân móc này lùi xuống một hàng móc và đâm kim vào chân này ha, móc một mũi móc đơn kéo dài. Lưu ý khi các bạn móc mũi móc đơn kéo dài nè, móc cho mình lỏng cái mũi móc ra ha, để cho cái mũi của mình nó không có bị siết chặt lại nè. Ta có được cụm đầu tiên, móc tương tự cho đến cuối vòng, sau đó tiếp tục tăng thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa ha. Mỗi vòng thì cứ tăng cho mình mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi, móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi cái vòng tròn này nè nó vừa với vòng đầu size mà các bạn cần móc là được. Thì lúc này mình có cái vòng móc của mình là 3 mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân nè, thì các bạn cứ móc cho mình liên tục 3 mũi mỗi chân ha. Có 3 mũi mỗi chân rồi, có 3 mũi móc mỗi chân rồi thì hai chân móc kế tiếp, một chân móc vào chân móc và một chân lùi lại hai mũi và lùi xuống một hàng, đâm kim vào chân này, móc một mũi móc đơn kéo dài và thả lỏng cái mũi móc của mình ra ha. Sau đó làm tương tự cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc như vậy nữa. Sau khi đã móc cho mình thêm nhiều vòng móc thì lúc này cái vòng tròn của nó đã có được một cái độ rộng như thế này rồi. Kết thúc cũng đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời để ta kết thúc vòng này. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Đây sẽ là cái điểm các bạn cần lưu ý để mình tăng giảm size nè. Các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc của vòng cuối cùng này được bao nhiêu mũi móc. Thì cách đếm đơn giản nhất, mỗi vòng móc ở bên trên mình đều tăng 6 mũi móc cho mỗi vòng móc nè. Thì các bạn sẽ đếm cho mình ở cái cụm cuối cùng của mình có bao nhiêu mũi móc. Thì cụm cuối cùng là cái cụm mà từ đầu của cái đường gân này đến kết thúc của cái đường này ha. Các bạn sẽ đếm cho mình nè. Đây, cái đoạn này là một cụm ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15. Tức là mình có 13 mũi mỗi chân, sau đó là 2 mũi cùng chân, 1 mũi móc vào chân móc và 1 mũi tạo đường gân. Thì lúc này mình sẽ có tổng cộng là 15 mũi. Thì khi có được 15 mũi ở mỗi cụm để tính được tổng số mũi móc của vòng này nè, thì mình có 15 mũi mỗi cụm. Lấy cho mình tổng số mũi này nhân cho 6, thì 6 này tức là ta có 6 mũi móc tăng cho mỗi vòng nè. Lúc này mình sẽ có tổng cộng là 90 mũi móc. Thì 90 mũi móc này nó sẽ là số mũi móc của cái vòng cuối cùng mà mình có được ha. Khi đã tính được cái số mũi móc ở vòng cuối cùng này rồi, các bạn sẽ xác định cho mình số đo vòng đầu của size mà các bạn cần móc là bao nhiêu. Thì số đo vòng đầu mình có để ở phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo số đo vòng đầu. Đối với size này mình sẽ móc cho bé có vòng đầu là 46cm. Thì các bạn sẽ ghi ra cho mình số đo vòng đầu nè. 46cm này là số đo của vòng đầu ha. Khi đã có được số đo vòng đầu rồi, các bạn sẽ sử dụng thước dây. Ta sẽ lấy 1cm của thước dây, đo cho mình vào trong cái mũi móc á, thì 1cm của các bạn sắp xỉ bằng bao nhiêu mũi móc. Ở đây khi mình đo vào 1cm của mình nó bằng tương đương 2 mũi móc nè. Những bạn nào mà móc chật hay lỏng tay ha, thì các bạn cứ đo vào như thế này cho mình. Nó sẽ có nhiều trường hợp 1cm nó sẽ nhiều hơn 2 mũi móc hoặc là ít hơn 2 mũi móc. Các bạn sẽ ướng chừng cho mình nè. Có thể bằng 1,5 hay 1,75 mũi móc, hoặc là bằng 2 mũi móc hoặc là hơn 2 mũi móc ha. Tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật. Thì khi đã xác định được 1cm của mình bằng 2 mũi móc, ở đây mình có 1cm nè, nó sẽ tương đương bằng 2 mũi móc. Có nhiều trường hợp ha, 1cm của mình nó có thể bằng 1,75 hay là 1,5 mũi. Thì các bạn cứ tính ra như thế này cho mình. Dựa vào các cái số đo mà mình vừa có nè, các bạn sẽ tính cho mình theo công thức nhân chéo chia ngang. Đây, mình lấy cái số đo vòng đầu, nhân chéo xuống 2 mũi móc nè, sau đó chia cho 1. Tức là mình có thể lấy số đo vòng đầu nhân cho cái số mũi móc của 1cm cũng được ha. Ta sẽ có 46cm nhân cho 2 mũi móc. Chia cho 1 cũng được hoặc không chia cho 1 cũng được ha, thì nó cũng như nhau thôi. Khi nhân lại như thế này
thì lúc này mình sẽ ra được tổng cộng là 92 mũi móc. 46cm nó sẽ tương đương với 92 mũi móc. Cách tăng giảm size thì các bạn cũng tính tương tự cho mình như thế này, áp dụng cho tất cả các cái size ha. Sau đó dựa vào phần thân nón, vòng cuối cùng của mình đang có 90 mũi móc nè, nó còn thiếu 2 mũi nữa mới đạt được số đo là 46cm. Thì ở cái vòng tăng cuối cùng của phần thân nón này, mình chỉ tăng 2 mũi, nó khác với các vòng móc bên trên. Các vòng móc bên trên mình tăng mỗi vòng là 6 mũi, thì vòng móc tăng cuối cùng này, lúc này mình chỉ tăng 2 mũi móc thôi ha. Tức là sẽ có cụm mình tăng mũi, còn có cụm mình sẽ không tăng mũi nè. Đối với những bạn nào mà tăng một mũi thì có thể tăng ở một cụm bất kỳ. Còn những bạn nào mà tăng 2 mũi để cho cái vòng tròn của nón nó được đều, không có bị móc méo á, thì khi tăng 2 mũi các bạn sẽ tăng cho mình 2 điểm đối diện nhau nè. Tăng 3 mũi thì tăng tam giác, tăng 4 mũi thì tăng 4 cạnh ha. Hoặc là tăng 5 mũi thì tăng cho mình lên là ngũ giác nè. Tăng làm sao cho cái vòng tròn nón nó đều là được. Thì bây giờ đối với mình sẽ tăng cái cụm đầu tiên này trước. Khi cụm tăng các bạn sẽ móc tương tự như các cái hàng móc ở bên trên ha. Mỗi chân sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Lúc này cái cụm này của mình sẽ là 14 mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân ha. Nó sẽ tăng một mũi so với cái vòng bên trên. Mũi kế tiếp sẽ là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc, thì một mũi ta móc vào chân móc. Còn một mũi đếm ngược ra 2 mũi móc và dời xuống một hàng móc nè. Đâm kim vào chân này móc một mũi móc đơn kéo dài ha. Thì mình có được một cụm tăng nè. Được một cụm tăng rồi, lúc này cụm tiếp theo các bạn sẽ không tăng mũi. Thì đối với cụm không tăng mũi thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc đầu tiên ha. Thì chân đầu tiên sẽ là cái chân móc này nè, chân móc sát bên của cái mũi mà mình vừa chụm ở đây. Ta móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn, sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến cái mũi tạo đường gân. Ta có móc đơn thứ ba nè, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm, móc đơn thứ sáu, móc đơn thứ bảy, móc đơn thứ tám, thứ chín, mũi móc đơn thứ 10, móc đơn 11, móc đơn 12 và móc đơn 13. Ta cũng có được 13 mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân bằng với số mũi móc đơn lẻ ở cái hàng bên trên ha. Thì kế tiếp sẽ là 2 mũi chụm chân, một mũi ta móc vào chân móc, còn một mũi sẽ dời lại hai chân ra phía sau, sau đó lùi lên một hàng ha. Hoặc là các bạn cũng có thể dựa vào cái mũi dài ở bên dưới nè. Ta nhìn lịch lên một mũi, đó là cái mũi mà mình cần móc vào ha. Thì tổng số mũi móc của cái cụm này nó sẽ bằng với tổng số mũi móc của cụm ở bên trên nè. 13 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân ha. Tức là đây là sẽ là cái cụm mà mình không tăng mũi nè. Tiếp theo sẽ là một cụm mình không tăng mũi nữa, sau đó mới đến cụm mình tăng mũi ha. Thì cụm không tăng mũi bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai, sau đó móc tương tự. Cụm tăng mũi thì các bạn sẽ móc luôn vào chân đầu tiên nha. Lúc này mình sẽ có hai điểm tăng song song với nhau. Đây, điểm này mình tăng thì điểm kế tiếp sẽ là ở đây ha. Ta sẽ móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng, đâm kim vào chân móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời, sau đó lên một xích. Ta hoàn tất được cái hàng móc tăng mũi cuối cùng nè. Ta tăng được 2 mũi móc ha. Tức là mình có tổng cộng là 2 cụm móc tăng và 4 cụm móc còn lại không tăng. Lúc này cái số mũi móc cuối cùng nó đã đạt được cái số vòng đầu mà các bạn cần móc rồi, thì hàng kế tiếp mình sẽ không tăng mũi nữa. Thì hàng kế tiếp không tăng mũi nó giống như cái cụm mà mình không tăng mũi ở hàng bên trên á. Thì cụm không tăng mũi mình sẽ bỏ qua chân đầu tiên ha. Lúc này chân đầu tiên của mình là chân mà ta móc mũi dời kết thúc nè. Các bạn sẽ không móc vào chân đầu tiên mà mình sẽ bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Đây là chân đầu tiên ha. Bỏ qua chân đó móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn nè.
sau đó lần lượt làm tương tự cho các chân móc còn lại. Đánh dấu cho mình vào chân đầu tiên ha. Các chân móc còn lại mỗi chân làm một mũi móc đơn. Đây sẽ là cụm mà mình không tăng mũi nha. Và mình sẽ móc cái cụm không tăng mũi này cho từ cái hàng móc này đến cái hàng móc còn lại. Khi ta móc đến cái điểm tạo đường gân thì cũng làm tương tự nè. Cái chân móc đó, một mũi móc vào chân móc, còn một mũi móc vào cái chân nằm lệch một hướng với cái đường bên trên ha. Mình có được một cụm không tăng. Móc tương tự cụm này cho mình cho đến cuối vòng. Thì ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên nè, móc vào chân thứ hai nha. Bỏ qua chân này, móc vào chân này một mũi móc đơn nè. Sau đó lần lượt làm tương tự cho các chân móc còn lại. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Và các hàng móc đều tạo ra những cái cụm móc không tăng mũi. Móc cho đến khi mình gặp đôi cái phần thân nón lại. Thì chiều cao từ phần đỉnh nón đến cái hàng mà mình móc cuối cùng á, nó sẽ bằng chiều cao từ đỉnh đầu cho đến gần tay của bé là được ha. Thì chiều cao của phần thân nón từ đỉnh đầu đến phần tai mình cũng có để ở phần mô tả. Các bạn cũng có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo. Sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc bằng với cái chiều cao đó là được ha. Khi ta tăng như vậy thì cái đường gân của mình nó sẽ tạo ra một cái độ nghiêng xoắn lại. Nó sẽ có cái điểm nhấn cho cái phần thân nón của mình hơn ha. Cứ móc cho mình các cái cụm móc không tăng nè. Bỏ qua chân đầu tiên và móc từ cái chân thứ hai ha. Tương tự cho đến cuối vòng và thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Sau khi ta thêm nhiều vòng móc không tăng mũi, lúc này cái đường gân nó sẽ có cái độ nghiêng qua một bên ha. Và đến đây các bạn cũng móc tương tự cho mình tạo những cái đường gân nè. Ta có thể đếm dời ra hai mũi phía sau, sau đó lên một hàng để mình có thể biết được cái chân móc mà mình móc cái mũi dài ha. Móc vào đây một mũi móc đơn kéo dài nè. Sau đó móc vào chân của mũi móc đơn đầu tiên một mũi dời, móc lên một mũi móc xích. Những bạn nào mà muốn thay màu thì ta sẽ cắt len và mình thay màu cho cái phần vành nón ha. Còn những bạn nào mà không muốn thay màu thì mình có thể tiếp tục từ cái điểm này nha. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được một cái phần thân nón với cái họa tiết đường gân xoắn trên thân nón như thế này. Bây giờ mình sẽ tạo cái phần vành ở bên dưới. Thì đối với cái hàng phần vành nón, các bạn sẽ sử dụng cho mình sợi len màu khác nè. Thì ta sẽ đưa cho mình một cái đoạn len vừa đủ dài ra phía sau, ở cái sợi len thừa của phần thân nón nè. Đâm kim cho mình vào cái chân móc ở phía trước sợi len thừa, tức là cái chân móc mình móc mũi dời kết thúc á. Đâm kim vào đó, sau đó kéo sợi len qua chân móc, móc lên một mũi móc xích. Từ đây mình sẽ tiếp tục móc thêm một hàng móc đều nhau. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng để mình tạo một hàng móc đều với cái hàng móc bên trên trước ha. Để cho phần vành nón của mình nó có cái độ xòe rộng ra hơn á, thì các bạn sẽ làm xen kẽ cho mình các cái hàng móc tăng và không tăng. Hàng tăng thì tương tự như đỉnh nón, hàng không tăng thì tương tự như thân nón. Thì lúc này mình sẽ móc xen kẽ nè. Các bạn sẽ móc cho mình một hàng móc tăng mũi. Hàng tăng thì mình sẽ móc luôn vào chân đầu tiên nha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng nè. Thì hàng tăng mình sẽ móc vào chân đầu tiên là chân ta móc mũi dời kết thúc vòng phía dưới ha. Móc tương tự cho mình giống như cái phần đỉnh nón á. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn và cũng tạo đường gân tương tự. Khi các bạn kết thúc cho mình một hàng tăng mũi rồi, những bạn nào mà muốn xòe rộng hơn thì các bạn tiếp tục móc thêm cho mình một hàng tăng mũi nữa. Còn muốn cho cái phần vành của mình nó có cái độ xòe vừa phải thì hàng kế tiếp các bạn sẽ không tăng mũi.
Thì không tăng mũi bỏ vào chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Sau đó móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng ha. Và các cái cụm của mình ta đều bỏ qua chân đầu tiên nè. Tiếp tục các bạn sẽ xen kẽ cho mình một hàng tăng, một hàng không tăng, hoặc là hai hàng tăng, một hàng không tăng. Hàng tăng thì giống như phần đỉnh nón, còn không tăng thì giống như phần thân nón ha. Ta cứ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi cái phần vành của mình nó có cái độ rộng như các bạn mong muốn là được. Sau khi đã móc thêm nhiều hàng móc phần vành nón của mình nè, thì mình có xen kẽ hai hàng tăng và một hàng không tăng ha, cho cái phần vành nón của mình nó có cái độ rộng ra nhiều hơn. Lúc này nó đã có được một cái độ rộng nhất định cho phần vành rồi, thì kết thúc các bạn cũng đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Để cho phần vành nón của mình nó đẹp, không có bị điểm gờ, lúc này kéo sợi len dài ra và cắt len. Sợi len thừa đang nằm ở bên ngoài, đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc ta vừa móc mũi dời, kéo sợi len thừa ra phía sau. Sau đó mình sẽ giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Lúc này phần vành nón của mình nó sẽ tạo ra những cái đường gợn sóng như thế này ha, tạo điểm nhấn cho phần vành. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái phần thân nón như thế này. Ta tiếp tục móc họa tiết trang trí, tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, cũng giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích, sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. Nó sẽ tương tự giống như cái vòng đầu tiên của phần thân nón ha. Móc đơn thứ 3, mũi móc đơn thứ 4, móc đơn thứ 5, móc đơn thứ 6. Có được 6 mũi móc đơn rồi, nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại và móc vào chân của mũi móc đơn đầu tiên một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Từ vòng móc thứ 2 của sừng khủng long, các bạn sẽ áp dụng cho mình công thức của vòng thứ 4 ở phần vành nón. Thì vòng thứ 4 móc vào hai chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân đầu tiên một mũi nè. Tiếp tục chân móc thứ 2 một mũi móc đơn. Có được 2 mũi móc đơn rồi, chân kế tiếp móc 2 mũi cùng chân móc. Thì đây là công thức của vòng móc thứ 4 ở phần đỉnh nón nè. 2 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân. Thì móc tiếp cho mình cụm còn lại ở 3 chân cuối cùng. 2 mũi mỗi chân. Sau đó là 2 mũi cùng chân móc. Kết thúc thì đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng này, móc một mũi dời. Đây là chân của mũi dời vòng thứ nhất ha, không móc vào đó nha. Móc vào chân của mũi đơn đầu tiên là được. Ta tăng được 2 mũi cho vòng móc thứ hai này. Thì các vòng móc kế tiếp mình sẽ áp dụng cách tăng mũi tương tự như đỉnh nón. Móc lên một xích nè, dựa vào hàng bên trên ha, 2 mũi mỗi chân. Thì lúc này mình sẽ có 3 mũi mỗi chân, xen kẽ 2 mũi cùng chân móc. Mình sẽ tăng lên một mũi so với cụm móc của hàng bên dưới nè. 3 mũi mỗi chân. Sau đó là 2 mũi cùng chân móc. Mình có được cụm đầu tiên ha. Tiếp tục tạo một cụm móc thứ hai ở các chân móc còn lại. Thì mỗi vòng mình sẽ tăng được 2 mũi cho mỗi vòng. Ta sẽ có 2 cụm ở mỗi vòng nha. 3 mũi mỗi chân rồi chân cuối cùng 2 mũi cùng chân nè. Sau đó đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên của vòng móc, móc một mũi dời. Đây là chân mũi dời ha, không móc vào đó nha. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó cứ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi cái sừng này có đạt được một cái độ cao nhất định ha. Thì phần sừng mình sẽ có tổng cộng là 6 hàng móc tăng mũi, mỗi vòng mình tăng được 2 mũi móc. Kết thúc đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Các bạn sẽ tạo cho mình 3 cái phần sừng có đoạn cắt len như thế này. Sau đó cái phần sừng còn lại mình sẽ không cắt len ha. Và những cái sừng của mình sẽ gập đôi theo chiều sợi len thừa nè. 3 sừng cắt len, còn một sừng còn lại không cắt len, mình sẽ tiến hành nối 3 cái sừng này lại. Thì để nối
các bạn sẽ móc cho mình vào các cái chân móc đầu tiên của cụm đầu tiên, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn. Khi móc hết cụm đầu tiên nè, thì hết cụm đầu tiên nó sẽ là cái chân móc hai mũi móc đơn cùng chân móc của hàng bên dưới ha. Ta sẽ kết thúc luôn cụm đầu tiên nè. Được một nửa của phần sừng rồi. Từ đây di chuyển kim cho mình đến cái sừng thứ hai. Các bạn cũng móc cho mình các cái mũi móc đơn vào một nửa của cái phần sừng này, thì chân đầu tiên là chân ta móc mũi dời kết thúc nè. Một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục móc các cái mũi móc đơn. Móc cho mình một nửa của phần sừng này ha. Sau đó tiếp tục các bạn sẽ nối cho mình thêm các cái sừng còn lại. Và mỗi sừng mình cứ viền một nửa. Đây, viền được một nửa nè, hai mũi móc có cùng một chân ha. Thì móc hết đến đây thì tiếp tục nối với cái sừng thứ ba. Cam kim vào chân ta móc mũi dời kết thúc. Móc vào đó một mũi móc đơn. Tiếp tục làm tương tự cho các chân móc còn lại và nối với sừng thứ tư luôn nha. Sau khi đã nối được bốn cái sừng lại với nhau rồi, đến cái đoạn kết thúc của cái sừng cuối cùng nè, thì hai chân móc có cùng một chân đó, các bạn tiếp tục móc cho mình ở cái điểm này hai mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ vòng ngược lại và mình móc cái viền còn lại, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn cho đến cuối. Lúc này khi móc mình gặp các cái sợi len thừa nè, các bạn móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Móc đến cái sừng đầu tiên, hết cái sừng này nó có một cái chân của mũi dời, thì chân của mũi dời đó ta cũng móc vào đó một mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ di chuyển kim đến cái chân móc kế tiếp của cái phần sừng thứ hai, móc vào một mũi móc đơn nè, không móc vào cái chân ta móc kết thúc đó ha, mà móc vào chân kế bên luôn. Như vậy ta đã nối được các cái sừng lại với nhau. Các bạn móc tương tự cho mình cho đến hết. Khi các bạn đã viền lại cho mình được bốn cái phần sừng, ta sẽ tạo ra một cái sợi dây sừng nối liền như thế này. Lúc này đến cái điểm kết thúc nè, thì cái điểm đối diện với điểm kết thúc là đầu bên này, mình có móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Thì lúc này các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân của mũi dời kết thúc á, móc tiếp vào đó cho mình một mũi móc đơn. Sau đó đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Khi cắt len, các bạn lưu ý chừa cho mình một đoạn len có độ dài gấp đôi so với cái chiều dài của phần sừng này, để mình sử dụng đoạn len này khâu vào trong thân nó. Ta hoàn tất được một cái phần sừng trang trí như thế này ha. Sử dụng cho mình kim khâu luồn cái sợi dây vào. Đối với cách khâu cái phần sừng này vào trong thân nón nè, để cho cái phần sừng này khi mình sử dụng lâu dài á, các bạn khâu mà khâu dẹp vào á, thì cái phần sừng của mình khi sử dụng lâu dài nè, nó sẽ bị nghiêng ngã, nó không có đứng vững ha. Nên khi khâu các bạn sẽ hở cho mình cái phần sừng ra, mình sẽ khâu một nửa vào bên trong. Hai con mắt mình sẽ đặt hai bên như thế này, cho nên cái đường sừng này mình sẽ khâu ở cái đường gân chính giữa. Khâu cho mình ở hai bên ha. Một mặt của sừng thì mình sẽ khâu một đường, còn một mặt còn lại mình sẽ khâu đường còn lại. Tức là cái khoảng cách mà mình khâu giữa hai cái cánh sừng á, nó sẽ chênh nhau khoảng tầm 1 cm. Ta sẽ đâm kim từ đỉnh nón nè, khâu từ đỉnh nón trước. Một mặt của phần sừng bên này mình sẽ khâu ở hướng này ha, còn một mặt còn lại mình sẽ khâu trên nhau nè, 1 cm ở chính giữa là được ha.
giúp cho phần sừng của mình nó không có bị nghiêng ngả. Các bạn sẽ khâu cho mình một mặt, đến đoạn cuối cùng thì mình sẽ tiến hành khâu mặt còn lại. Sau khi đã khâu cố định được phần sừng vào trong thân nón, tiến hành móc thêm cho mình hai mắt của khủng long. Thì phần mắt này vòng đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn ma thuật với 8 mũi móc đơn. Vòng thứ hai, mỗi chân là 2 mũi kép đơn. Ta sẽ tạo ra được cái độ rộng của mắt như thế này. Sử dụng keo nến đính cố định cho mình mắt vào trong thân nón thì mình sẽ hoàn tất được một mẫu nón vành chú khủng long như thế này. Các bạn cũng có thể phối màu tùy thích hoặc là trang trí nhiều họa tiết khác nhau ha. Chúc các bạn thành công!